bướm bay đầy đường cao tốc, giảm lại chút xíu nè. Đó, bướm bay bướm vàng quá trời luôn mọi người ơi. À, có bướm đầy luôn trên cao tốc nha, cao tốc Phan Thiết đó, bướm bay đầy luôn nè, bạn thấy không, quay rõ nét luôn cho bạn coi luôn, bướm quá trời luôn. Bướm nào mà vàng vàng ở dưới đường là băng qua đường, là không có đi theo người vạch người đi bộ là bị tử nạn và đạp ga điều đó. Thấy vàng vàng dưới là bướm đã gớt đài, nửa điều chân ga, mở xi nhan trái giùm thầy, vẫn đập ga điều cho thầy nữa, thêm miếng nữa, đúng rồi, tiếp tục cái điều chân ga, nửa điều đang lên dốc phải không. Tiếp tục cái mùa này bướm quá trời luôn mọi người đó, thấy không, đâu quá trời bướm luôn. À, thấy vàng vàng nằm ở dưới đường là coi như là bướm đó là băng qua đường không đúng vạch người đi bộ ha. Hello cả nhà, lại là chuyến đi bộ túc tà lái thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết đó, các bạn thấy bướm bay đầy không? Đúng giờ chính xác, đạp ga tiếp giùm thầy. Sau khi đi một đoạn rồi, nghỉ ngơi rồi, tay lái đã lên tay rồi các bạn, chuyển làn ngọt ngào rồi, hết lắc rồi. À, đi xe ô tô con mà làm như đi xe tải lắc hoài. Xẻ núi mà, đi qua sông là phải bắt cầu, đi qua đồng bằng phải đổ đất, và đi qua núi phải vét núi hoặc là đào núi. À, có người thì comment vô nói không biết tôi nghĩ sao, ở Việt Nam, ở bên nước ngoài người ta né những cái cảnh núi này nọ, người ta né ra, còn Việt Nam là cái đào phét núi này nọ. Dạ thưa, đây nó vậy nè, xung quanh nó dãy núi không à, lẽ đi cao tốc nào mà đi đường vòng không, đi vòng vòng ẹo ẹo không, cao tốc người ta phải đi thẳng đó, bướm đầy luôn. Tốt rồi, đập ra tiếp, đúng mình đi chậm là vô trong để cho mấy anh mẹt anh ghen bắn ha, mình đi chậm mốt mình cũng là đi chậm đó, thấy không, đi ghê chưa, thấy không, ta còn đi hơn nhiều. Nó có cũ Venturer, thầy nghe kia ơi, thầy nghe. Hợp lý không? Cái chút xíu thầy nhắn qua cho, thầy đang chạy đi Phan Thiết rồi. Đây. Rồi ok em nha. Nói chung là bạn bạn đó cũng vui vẻ, bữa đợt đi với thầy á. Bạn ấy vui vẻ. Có bằng lâu chưa thầy? Bữa chạy với thầy rồi cũng à, sắp đổi rồi, em là thu bạn nói rồi. Cái đó là đang dừng khẩn cấp mà, là gọi là xả nước cứu thương, thương ai nấy cứu, đậu sai rồi đúng thầy. nó là sai, lúc đó kia không chịu đi vệ sinh, đúng không, xe nguy hiểm. Ở trên đây nó có những cái lối vô, mình đậu sát vô trong luôn cái bờ cũng được, không có đậu đây giao thông nó họ phạt á. Rồi, đi tiếp. Đây là quốc lộ 55 nha các bạn. Quốc lộ 55 này có thể các bạn lên Đà Lạt luôn nha. Rồi các bạn đi thẳng tiếp. Em đi đi. Em thấy cái bảng 100 đúng không? Từ xa đúng không? Nhưng mà cái đó là lối ra. Còn em đi tiếp, tập ga lên cho thầy đi, thầy chỉ cho. Có nhiều bạn đa số là hay bướm bay quá chừng luôn. Đó. Thấy không? 100 là lối ra thôi nha. Rồi em đập ga đi. Rồi em đi thẳng mà, đúng không? Đâu có lối ra đâu đúng không? Đập ga lên. Thì các bạn đa số thì các bạn cứ tưởng là cái này biển báo này là hết hồn liền, các bạn không dám, các bạn giảm chân ga liền, đột ngột liền, nhưng mà thực chất là nó là lối ra nha. À, rồi tiếp tục em đi thẳng đó, lối ra nó 60 à, còn mình đi thẳng đó. Đây là một trong những cái đường lên lên
lên Đà Lạt đèo Đa My, nhưng mà có một cái mình không có đi này, mình đi 720 dưới á, nó gần hơn. À, ở đây cũng ra Phan Thiết cũng được luôn nha mọi người, ra ngay chỗ đồi Cát Vàng luôn. Rồi ok, em qua trên đây thì em sẽ nhập vô, tại vì hồi nãy cũng có một cái biển báo thông báo rồi ha, nói ra Phan Thiết bên đây. Thì nếu đúng ra trên đây nó có một cái biển báo nữa hướng dẫn nữa cho nó dễ đó, Hàm Thuận Nam nè. Rồi em tắt xe nhanh đi, rồi đi thẳng lên trên đó có một bảng bự ha, đúng ra ngay mũi tàu có thêm một cái bảng nữa cho khỏi bị lộn luôn. Thì dễ lắm, đến đây các bạn thấy gì ở quốc lộ A Phan Thiết, còn đi thẳng là cao tốc Bình Thảo à, thì mình vô đây cái mình chuyển làn vô trong là không giờ lộn. Rồi mở xe nhanh phải à, chuyển vô sát vô đó, đúng rồi còn mạch kia khẩn cấp nha. Nói tôi mới vừa nói là mấy anh gắn cái bảng liền nha. Có bảng giảm tốc độ nè. Không. Có bảng sau lưng cái lối ra nó bảng 60. Chỗ nào chạy ra 60. Đó đang làm cái bảng đó, mà không biết có để chữ Phan Thiết không. Chứ bữa để là cái gì Bình Thuận gì đó. À, em đi đúng cái bảng đó phải ghi là Phan Thiết. Đó vừa mới nhắc là làm anh làm luôn mà không biết chữ gì đây, nghe vô nữa. Đúng rồi, anh lột keo dán vô phập cái xe kỳ lắm. Rồi đập ra tiếp đi. Đó, điều. Đó, điều lên. Rồi, đi tiếp. Thì mình ra đây, ví dụ mình có thể nghỉ ngơi đây, còn thôi đi thẳng tiếp à, mình đi thẳng khoảng mười mấy cây, 20 cây nữa là tới rồi. Tới Phan Thiết rồi. Ở đây là Thanh Long đầy. Khi các bạn chú ý là khi các bạn đi ra Phan Thiết lối ra thì các bạn nhớ khi nhập quốc lộ A là các bạn cẩn thận nha. Ở trên đây là người ta làm tốc độ rất nhiều, nhất là quốc lộ A Bình Thuận. Thứ nhất là gì, phạt nguội là máy bắn nè, thứ hai là phạt nóng luôn. Rồi mở xe nhanh phải cho xe nó qua trước đi, xe nó bang vô đúng rồi luôn, đi không giảm tốc độ luôn. Phút này nó hơi khó chịu là con cá nó đang kéo qua. Zone 60 là công ước quốc tế ha. Nhớ nha, zone 60 là vẫn có trong phạm vi là luật nha. Zone 60, em cứ đi ra đạp ngang lên. Đạp là thấy zone 60 thì giảm đạp ngang. Mình đi qua điểm giao nhau, giao lộ thì nó mất rồi. Thì ở đây mình được 80-90 lần. Tiếp tục là theo anh đen là được. Rồi, em để phía bên tay phải nữa không? Biển nhỏ xíu à, thấy gõ gà không? Cái nào đỏ đỏ, tròn tròn là các bạn để ý. Thấy zone 60 không? Thấy bên phải không? Rồi, đó là lúc này mình đi tốc độ là giống như trong khu dân cư vậy, thấy không? 60 thôi. Rồi, em nhập ra đó là cẩn thận nha, chỗ này nó không có tín hiệu đèn. Sau này bên kia mà nó làm xong rồi, có thể các bạn lại đi thẳng qua bên đó, đi dọc bờ biển luôn. Trái phải thôi. Về trái em. Đó, trung tâm thành phố Phan Thiết, ra thẳng lại dừng lại. Quan sát bên trái trước. Rồi
Buông thắng, liếc bên phải giùm thầy luôn. Theo cái vạch vàng đó, đúng rồi, an toàn. Rồi trả lại, đúng. Rồi em tập ra lệnh, thấy cái bảng dồn 60 trước mặt liền đúng không? Đó, rồi đi 60 thôi. Đó, tiếp. Ở trong mà tại sao mà nó vắng thì thôi, thấy không? Trước cũng vắng mình cứ đi làm này, còn nếu mà đông mà sao đông là mình vô làn giữa, mình đi chậm mình vô làn giữa, còn bây giờ 60 mình cứ đi đều đây, không cần phải vô làn giữa. Làn đường thường xuyên kiểm tra tốc độ và tiếp tục vẫn đập ga đều. Mở xi nhan phải giúp thầy. Ở trong trống chưa? Rồi đạp ga lên để do nhường cho xe của ta quẹo, ta quay đầu. Đạp ga tiếp. Em cứ đạp ga đều nhẹ 60. Thì trên đây thì nó có một cái việc, có một cái gọi là máy bắn. Em cứ đi đi. Thì nếu mà từ xa các bạn khó thấy lắm, khó thấy lắm. Em cứ chậm chậm đều thôi, tại mình đi đủ 50 mấy 60 rồi. Đó, ngay chỗ cái trường học đó, có quy cái cây máy bắn không? Thấy chưa? Rồi em đi thẳng đây, mở xi nhan phải luôn, qua luôn. Thấy quy cái máy bắn không? Thấy chưa? Rồi, tắt xi nhan cho đi, em đi tiếp. Đó, các bạn mà đi lố tốc độ là cắt. Khoảng 10 ngày sau là sẽ có biên bản về nhà. Welcome to Phan Thiết, mời bạn lần 2 đi lên đây. Không phải là chuyển khoản hay là cái gì đó không, thì sẽ có những cái online này nọ hay không. Trời, em tập cái nhẹ. Bây giờ nhiệm vụ của em là sẽ đi quan sát biển báo bên phải, biển báo hết dồn 60 thì em mới được đi nhanh. Đó, trên Phan Thiết mà sướng được chút xíu thôi. À, thấy nguyên bản chưa? Hết giờ 60 à? Ok không? À, vài ngàn dứt. À, vậy thôi. Tối đa 80 à? À đúng rồi, tại vì bạn này lâu rồi bạn. Bạn này lâu rồi. Thì bạn vẫn còn cái khái niệm là cái luật hồi xưa. Ha, bây giờ luật giờ ta thay đổi lâu rồi. Thấy chưa? Ngoài khu dân cư có giải phân cách cứng là mình được tối đa là 90, hồi xưa nó chỉ có 80 thôi, nó thêm 10, không có giải phân cách thì được có 80 nha. Nói chung là có thêm lương á, lẩu mà thêm lương thì thêm 10 ngàn vậy đó. À, giống như 10 ngàn vậy đó, là cho dễ hiểu. Và nhớ quan sát cái nào đỏ đỏ tròn tròn này quan sát nha, chúng thôi là quan sát nguyên cái bảng là mất tiền mất lúa. Rồi thấy bảng gì chưa? Đó, mì quảng, phở bò, cơm trưa, thấy chưa? Thấy chưa? Dồn 60 luôn, thấy không? Rõ ràng không? Rồi, ôi. Không để ý là tiêu. Mà bạn nào không để ý mà đạp giữ trên đây là sẽ bị phạt. Mấy anh lụm. Nên những điều cần lưu ý khi các bạn từ trong cao tốc cái đi ra. Bóp kẹt. Anh chuyển qua trước rồi anh mới mở xe nhà. Anh thật là vui diệu. Rồi thấy cái bảng gì không? Hết 60. À hết 60. Là vai mình qua khỏi là mình đạp ga ha. Chứ đừng thấy nóng nóng mà đạp sớm nha. Đó rồi. Ok, dứt.
có giải phân cách cứng là được, tối đa của xe con mình là 90, còn xe tải nó có cái giá trị khác kia của nó. Cái bản zone không phải là sao đây? Cái bản zone à, nó cũng là quy ước á, quy ước quốc tế là mình giảm, mình đi 60 thôi. Các bạn nói những cái đường đối ngoại nè, quốc lộ 1A nè, nên tại sao á, có nhiều bạn thắc mắc là vấn đề. Các bạn có tin là tôi đi xe máy, tôi đi thể đi qua bên Mã Lai không? Qua bên Singapore không? Đi được nha, xe máy mình đi, xe Việt Nam mình vẫn đi qua bên đó được hết. Với điều kiện các bạn phải có bách bo, các bạn đi phượt. Đồng thời các bạn đó có bách bo đúng không? Các bạn đi những cái con đường này nào mới được nè. Đó, có nhiều anh em người ta đã đi phượt xe máy đi thẳng qua bên thằng Singapore luôn, qua lên cả bên Mã Lai luôn, những con đường đối ngoại. Đó, thấy bạn thấy đã không? AH này nọ gì tùm lum các kiểu ha, thì các bạn thấy tìm hiểu thêm cái đó, tại sao các bạn học lý thuyết này có những cái đường đó, thấy không? Thì nếu mà bên chân đó muốn đi phượt thì cũng đi những cái con đường đối ngoại này nọ, đó cũng đi qua được, cũng bắt bò đầy đủ là đi được thôi. À, các bạn thấy thắc mắc không? Thấy lâu lâu học nữa không phải mà tôi đây tôi lâu lâu tôi cũng giống như hai lúa bộ giỡn. À, biết cái nào chuyện đại cho các bạn. Các bạn có nhiều bạn biết nhiều thứ hơn mình nữa. Người đâu tin đâu, nói ủng xe máy Việt Nam sao đi qua bến đó, có người đi phượt qua tới đó luôn. Đó, thấy ghê chưa? Đi chậm là mình đi lần này đạp ra thêm chút xíu. Nãy thì nó qua ngoài dòng 60 rồi, à, mình cứ đi nhanh hơn chút cũng được. Nhưng mà mình yếu thì mình cứ đi chậm được, đọc thì chậm rồi lại là 60. Sướng được chút xíu rồi thấy không? Khỏi sướng rồi. Khỏi sướng, bởi dòng chút xíu. Dòng phải bụi chụp á nữa chứ dòng được chút xíu. Cái thắng tay mà vẫn để thắng chân thì thôi mình cái thắng tay chi, đúng không? Được chưa? Ví dụ cùng 10 giây thì em tập thắng chân lại rồi em hạ thắng tay, không còn bao nhiêu số hạ thắng tay sao cũng được. Mà nếu mà giây ít quá thì mình cứ giữ thắng chân thôi ha. Đúng rồi, chính xác, vô số trước hạ thắng tay là ổn. Có tiền thì khác, này cũng có tiền luôn. Đi tiếp. Tội nghiệp mình xe máy, không có đường khó đi luôn. Đi tiếp, đi thẳng lên. Mở xin nhìn trái ra. Đúng rồi, từ từ ra thôi. Tại vì nó khép lại con làng, thấy không? Nó còn hai làng, nãy ba làng đúng không? Giờ khép lại còn hai làng, rồi tắt. Quan sát, bây giờ mình tập đó, quan sát bảng, cái nào đỏ đỏ em tập ra đi, cái nào đỏ đỏ xanh xanh này em quan sát, đây đỏ đỏ đen đen nữa thấy không, tập cả lên ngoài đó, gạch chéo là bỏ đó, bỏ cái hạn chế tốc độ, em tập cả lên nữa, mạnh dạn lên. Xe thay mà lỗi gì
mình đi thẳng tiếp. Có bạn thắc mắc là tại sao dưới đường nó có những cái hình chữ nhật gạch chéo qua, đó là cấm dừng nơi giao lộ. Khi các bạn đã nằm trong vị trí đó, các bạn đi liên tục, không được dừng. Phan Thiết rồi đó, nhưng mà đi lên cái khu anh cha rồi mở xi nhanh phải giúp thầy quan sát bên phải luôn. Đúng rồi, tiếp tục đạp ga. Đi chừng nào đến cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ em sẽ quẹo trái vô đường chợ, rồi xong mình dọc đi đến ngay chỗ trái Thanh Long vừa chợ Bá ha, rồi mình sẽ đi vô. Hiện tại đây là thành phố Phan Thiết rồi, thì bên trái mình là đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa ha, nhiều lắm. Rồi em có thấy trống thì em có chuyển qua bên trái giúp thầy đường gọc. Ok, ôm nhộng phiến, ôm trái Thanh Long luôn. Không né nó ra chứ đừng ôm. Rồi, sau khi mình đã ghé mua đồ chút xíu, mình quay lại, mình sẽ ôm nhộng phiến. Tiếp tục em đập ra nhẹ. Đúng rồi. Cái xe kia nó bóp càng cái xe dưới, nó không phải bóp càng mình. Có nhiều bạn cứ nghĩ là cái xe bị mình bị ta bóp càng không à. Thì là sợ, phải không? Cho bóp kèn xe Honda, bóp kèn xe khác nữa, nó phải bóp kèn mình đâu, tại kèn nó bự thôi. Rồi mở xi nhanh phải đó. Rồi đi thẳng lên trên luôn, để xe máy. Rồi ok, let's go thôi, tiếp tục cuộc hành trình ra biển vậy thôi. Bên trái trống thì chuyển làng qua luôn.
Em đi bên cánh phải nha. Đây, đi hướng Mũi Né thôi, còn cái kia là hướng Hòn Cơm, cái đó trên đó nó được, nó vắng lắm. À, mình đi hướng nha, cái sát biển. Rồi, em thấy trước mắt là em nhìn thấy cái nào xanh xanh ha, đỏ đỏ là em phải để ý. Cấm xe tải rồi ha, vậy là xe tải chỉ đi đường kia thôi. Xe tải bao nhiêu tấn là đi đường kia thôi, xe tải lớn là 5 tấn là đi đường kia. Rồi, ở đây là khu dân cư, tốc độ thì 50 nha. Còn mấy xe khách nó đi kệ nó nha, không có liên quan. À, còn đây mấy nhà hàng, mấy Mũi Né này là ăn uống này nọ. Bảo tàng nước mắm luôn nè, có bảo tàng nước mắm luôn. Rồi mình cứ đi tiếp thôi. 50 nha. Rồi khúc này 50 nha bạn, khúc này nó không đẹp. Chút xíu nó đẹp thì mình sẽ quay cho bạn coi. Phía bên phải mình đó, cái đó là bãi đá ông Địa đó ha. À, bãi đá ông Địa. Ở đây thì cái Lin City này người ta qua đó người ta tắm ha. Có một bãi cá người ta đi bắt cầu á. À, em đi xuống. Bãi đá ông Địa thì các có nhiều người ta cũng hay ghé. Chứ mình cũng có giống như bãi đá Địa, nó còn đẹp hơn nữa. À, đập nghe nhẹ. Lên trên kia đi, cái chị này bán nước nước mắm nó mặn quá. Lên trên kia. À, đây bãi đá Địa bên phải nè, thấy không? Nó có cái thúng. Rồi nghiêng vô nhìn chân, mở xe nhanh phải giùm thầy. Thấy cái có dù nhỏ nhỏ không? Thấy cái chị đó ngồi không? Đó, ghé vô. Còn nếu mà cuối tuần này lên trên kia mua à, trả sáng sáng luôn rồi. Ừ, đúng rồi. Để thầy mua, nghiêng qua trái chút. Chứ đừng lũa thẳng vô bả là được. Nhưng không phải là ăn cái hàng luôn á. Ăn nguyên hàng luôn. Ăn nổi đó. Rồi, khi các bạn đậu ở đây thì các bạn nhớ né mấy cái cây dừa ra nha bạn. Mấy cây dừa đây là nó rớt xuống là bể nóc xe luôn. Lấy cho ba hộp. Hộp mà lớn như vậy. Dạ 40 60. Em ăn không có hộp mà lấy 35 á. Thôi rồi là mua 35 à. Dạ vậy là hộp 40. Đúng rồi, chính xác. Dạ, lấy 3 hộp. Cho em hành đồ vô luôn hả? Đầy đủ luôn. Thôi. Đúng rồi, chính xác. À, các bạn thấy không, mình mua ghế mình trả giá thấy mệt luôn á. Giờ mai mốt là mấy bà thấy mình là khỏi nói luôn giá luôn. À, thường là cuối tuần á là mình mua trên kia. Còn đầu tuần á là mình sẽ mua ở đây với nãy bữa mình mua kia nước mắm nó mặn quá. Lấy nước mắm vừa vừa nha chị, đừng có mặn quá nha. Dạ. Đợt dưới mua dưới nó mặn quá trời luôn. Thì ra Phan Thiết mà các bạn phải có đây bánh bột lọc, bánh bột lọc đây bãi đám Địa các bạn. Dạ đúng rồi. Đó. Thấy chưa? Nếu mà các bạn đậu xe ở đây thì khoảng 20.000 30.000. Các bạn đậu trên đây là không có tốn tiền, qua được cái khúc này là các bạn tha hồ đậu. Né cái dừa ra. À, dừa là dễ bị dướng chữ lắm. Bây giờ chút xíu mình mua bánh bột lọc mà mình sẽ vô resort mình ăn mới ghê, các bạn thấy không? Rồi em chuyển ra ngoài luôn. Này kiểu người ta tóc chưa thôi ha. Mình đi ra ngoài đây nè. Đây nó khu du lịch mà không vẽ rõ ràng cho người ta biết. Vẽ mờ mờ ảo ảo. Đi tiếp đều đi. Cứ đi đều đi, kệ người ta bớt càng kệ người ta. Mình đi đều 50 là được, miếng nữa. Miếng nữa. Nữa 50. Ừ. Người ta bóp kèn cả đó, nhưng mình đang tự trong đi ga, mình cứ điều chân ga thôi, nghe không? Đó. Bắt chớn chưa kịp nữa. Người ta không vượt thì thôi, gắng chịu. Tiếp tục, em điều đúng 50, tốc độ 50, không ai nói gì hết. Rồi, đạp ga thêm. Tiếp tục. Còn mình chạy chậm quá thì người ta nói. Rồi qua cái nè, đây Ca Thi ha, Ca Thi Mũi Né nè, resort này ok nha, mở xi nhanh phải giùm thầy. Rồi
mình sẽ quẹo đây. Còn bạn nào có tiền ở resort không có, bên trái mình đều nhà nghỉ tắm ù hay gì, vườn xoài các kiểu luôn. Nhà thắng lợi. Em không có tập trung. Trời ơi. Xin nhau là phải quẹo chứ. Xin thầy tóc thôi. Bậy, ta đang chỉ kia vô. Chưa tập trung à. Thấy ngó gái gì không? Phải không? Có không? Nóng nhẹ sao á. Giờ em đi lên ngay chỗ xe trắng giùm thầy đi. À, nãy thầy cứ quẹo rồi, còn thầy chỉ cái kia là giống như mình cho ở á. Các bạn nào ở bên đó, các bạn đi qua đây, các bạn xuống đi tắm biển. Sao đích nó luôn hả thầy? Đúng rồi, sao đôi chứ đừng sao đích, ghê quá. Thấy không? Thấy không? Canh đẹp không? Khỏi gần cảnh không? Canh vị trí chính giữa này trùng vô miệng lời khoảng gan tay là đẹp không? Ok chưa? Ừ. Rồi, em dừng lại ở đây giùm thầy. Rồi, lên chút xíu luôn đi. Đó, ok, các bạn thấy cảnh đẹp không? Rồi. Hy vọng coi chừng cái xe này cũng quen biết chỗ thầy, địa điểm thầy giấu ở đây mà biết ha. Trả lời chính N, kéo thắng tay. Trả lời B. Rồi mình sẽ lấy một cái tấm gì mình sẽ che cái kiến lại các bạn. Tắt máy của đặt đạp luôn rồi. Tắt máy. Khỏi cần đạp, em đặt em bấm tắt máy là được. Rồi ok. Đây bạn, đây là một trong những Cathy, là một trong những resort đẹp nha bạn. Bãi biển đẹp luôn. Đây bãi biển nè. Còn bạn nào lướt sóng, lướt diều, lướt gì đó lướt nha, ra đây lướt. Rồi bây giờ mình sẽ vô lướt nước nước uống cái đã. Rồi bạn nào muốn chụp hình leo lên tàu, chụp hình các kiểu cũng được nha. Nãy giờ resort Cathy bên đó học viên mình cũng mấy biết bao nhiêu người cũng ghé đó ở rồi, nhưng mà mình chưa ở lần nào đó. Ok mọi người, hello em gái. Rồi cho anh một cái giống bữa đi, cái gì quên này. Cacao. Đúng rồi, cacao muối. Đây, quầy nước đây kêu tha hồ, các bạn vô đây bác các bạn ngồi. Bạn nào muốn ngủ rồi ngủ đây. Em muốn gì em ơi? Ra đây ngồi, đẹp chưa? Đây Cathy bên đây. Đây Cathy có đẹp các bạn thấy chưa, có hồ bơi bên đó các bạn, ra đây nè. À, bữa mình có bay lại cam mình chưa quay thấy không. Ở đây biển tắm tha hồ luôn. Qua đây ngồi nha em. Đây các bạn thấy không, ở đây thì có cái mình đi theo mình thì học lái xe, còn đi nếu mà qua đây thì kiếm mấy anh này học lái dù lượn đó. Các bạn dù lượn không, bãi đá ống địa thì bên đây cũng có bãi đá nè các bạn. Các bạn ra đây các bạn chụp hình thôi đó, nước biển đẹp lại. Nay gió ít chứ nếu mà gió lớn là bay dù lượn nhiều lắm. Đây thấy không, mình khách sạn Cathy đẹp không đó, hình như là 2 triệu mấy một đêm các bạn. Cái voucher thì có còn 1 triệu mấy, có bữa giảm nó xuống còn 1 triệu luôn. Học viên mình cũng mướn ở mấy lần. Đây đường xuống biển thì khúc này là tắm hiểu không, qua đây tắm các bạn thấy rõ ràng không đó, đẹp tha hồ. Đây chỗ nghỉ dưỡng luôn này nọ, tắm biển đây cũng được, qua tắm đây đẹp hơn, view đẹp luôn cho mọi người. Thì các bạn muốn ăn hải sản thì mình đã có những cái clip rồi ha. Hải sản dụ mình thường hay ăn là Mr. Gap mình ăn đó. Kế xuống gió nói là thầy toàn dạy lái xe là được khuyến mãi nha. Một là dĩa thanh long là món quái đản, hai là dưa hấu. Đó, các bạn thấy đẹp không? Ngon lành. Rồi, cứ mỗi lần mà mình cho học viên xuống đây là đều ra ghé quán này, quán cà phê BB. Rồi ăn đây hoặc là uống cà phê ở đây. Rồi xong mình sẽ đổi về là Hồ Chí Minh nha mọi người. View đẹp. Rồi, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt. Đang lên lịch nữa các bạn. Các bạn đăng ký mình rất nhiều luôn. Đó, bây giờ phải mình đang sẽ sắp lịch Đà Lạt, chuẩn bị đang sắp lịch Đà Lạt nữa. Rồi Đà Lạt nha, từ Nha Trang qua Đà Lạt nữa.
thì các bạn sẽ đón xem những cái clip mà mình sẽ làm đèo Khánh Lê nha. Mà vô cái tháng 6 thì có thể là mưa xuống đó, cái đèo Khánh Lê thì độ cao 1.700m của đèo Khánh Lê thì các bạn đã hiểu ha, sương mù dày đặc này nọ các kiểu thì nó sẽ độ khó nhất trong cái đường đèo. Rồi bye bye cả nhà nha, chào tạm biệt.